Hôm nay là buổi học gì nhỉ? Hôm nay là buổi học mà chúng ta sẽ chinh phục về phần hữu cơ mà hay thi trong đề thi học kỳ 1. Nhá. Nào, các bạn cùng comment đáp án với với thầy nhỉ. Câu số 1 rồi. Nào. Câu số 1 rồi. Trước khi vào cái buổi học ngày hôm nay thì thầy Minh rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy Minh chia sẻ buổi học này lại và giúp thầy Minh là tương tác bằng cách là comment đáp án xuống phía dưới nhá để để làm gì ạ để vào các cái phiên like tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy được cái buổi like của thầy mà không phải hỏi là thầy like ở đâu và link ở đâu nhé rồi câu số 1 ạ đốt cháy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ thì đều đều tạo thành khí gì đốt cháy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ thì đều tạo thành khí gì thì các bạn lưu ý cho thầy ạ các hợp chất hữu cơ đó là các hợp chất của carbon Đúng không? Và các hợp chất của carbon thì khi đốt cháy thì 100% lúc nào cũng sẽ phải tạo thành sản phẩm có carbon. Vậy ở trong các đáp án A B C D của mình thì cái nào chứa carbon các em nhỉ? Trời ơi cái câu này dễ kinh khủng luôn. Đó là gì ạ? Đều tạo thành khí gì ạ? CO2 nhá, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhá đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đúng đấy rất tốt rất tốt rất chính xác đáp án C là một đáp án chính xác câu số 2 ạ các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ nào. các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ thì liên kết với nhau chủ yếu bằng liên kết nào à. nào các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ thì liên kết với nhau chủ yếu bằng liên kết nào thì cái này chỗ này ở trong cái phần đại cương hữu cơ cho phần đặc điểm của các hợp chất hữu cơ chúng ta đã được nói rõ và ở buổi live trước thì mình đã dạy rất kỹ với các em đúng không ạ thì đa số đúng không hay là còn được gọi là hầu hết các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ thì được liên kết với nhau bởi gì ạ chủ yếu bằng liên kết gì ạ liên kết liên kết gì các em nhỉ hydrogen phải không? Không phải. Ion càng không phải kim loại á càng không phải đáp án đúng của chúng ta, đó là liên kết cộng hóa trị các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ kỹ nhá. Liên kết cộng hóa trị và đáp án đúng, đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. À, đáp án đúng và đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án À rồi đấy Thì mình tuyên dương tất cả các bạn Đã chọn đáp án đúng câu số 2 Của chúng ta đó là đáp án a à, câu số 3 Điền vào chỗ trống Các nguyên tử carbon Có thể ba chấm với nhau để tạo thành mạch carbon Các nguyên tử carbon Có thể làm gì nhau để tạo thành mạch carbon Ở đây thì mạch carbon đấy. Đây là một đúng không? đây là hai đúng không? đây là ba đúng không? vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? các nguyên tử carbon chúng nó có thể cầm tay nhau à? không phải ôm nhau à? không phải nó có thể làm sao? liên kết với nhau đúng chưa để tạo thành mạch carbon vậy nó là liên kết gì liên kết gì đấy? liên kết trực tiếp Đúng không? Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta Đó là đáp án B kèm nhá Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Đã đã và đang rất nhiệt tình comment Đáp án cho buổi học ngày hôm nay Hôm nay là một buổi học mà thầy Minh livestream Hướng dẫn cho các em ôn tập học kỳ 1 Với chương trình hóa học lớp 11 Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em Nhiệt tình comment đáp án hơn nữa Và chia sẻ buổi học này lại Để ủng hộ thầy Minh nhá ủn mông thế Vinh nhá Câu số 4 này thì mình có thể live stream nhiều nhiều hơn nữa dành cho các bạn và các em Câu số 4 ạ Các hợp chất hữu cơ thì thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thế nào? Thấp hay cao hay trung bình hay bằng nhau Thì Thầy mình vẫn có một cái ví dụ Nó rất kinh điển như thế này Polymer là hữu cơ Vậy thì chúng ta sẽ có một đồng là đồng polymer đúng không? Xem nào Xem thầy mình còn đồng Ôi ôi thầy mình chẳng còn đồng polymer nào Yên thầy mình thử mượn 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 thư ký một đồng polymer thư ký cho mượn đồng polymer thư ký ơi đồng nào to nhất à đây đây ui rồi ui rồi vâng thưa em đây là đồng polymer to nhất trong ví của thầy ạ thế là to rồi thế là to giờ các bạn đã nhìn thấy không những người đàn ông có vợ là những người cực kỳ nghèo khổ hay chúng ta có một tác phẩm là những người khốn khổ của victor hugo đây là đồng polymer to nhất trong ví của thầy mình ông cũng sức hút đấy đồng này cũng sức hút đấy thầy mình lấy ví dụ nhé không độ c à thôi việt, việt nam mình thì không có không độ c thôi, 10 độ c đi 10 độ c mà thầy Minh thả cái đồng này Ở ngoài đường Và thầy Minh quay đi Thì quay lại Liệu đồng này còn không? Liệu đồng này còn không các em? À <laughs> Biến mất đúng Vậy này Các hợp chất hữu cơ Đấy, 10 độ C nó còn biến mất Vậy có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là gì? có nghĩa là nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất hữu cơ thì thấp. Đúng không? Quay đi quay lại biến mất rồi. Đấy. Vậy nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất hữu cơ thì thấp nha. Ok. Ok các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Đấy. Nào. Ok hiểu không? Rồi mình sang câu số 5 nhá. Thôi nhờ Uh, thư ký lại cất cái đồng này lại chứ không mất lại bị vợ chửi khổ lắm câu số 5 các hợp chất hữu cơ thường gì các hợp chất hữu cơ thường gì các em các hợp chất hữu cơ thường gì kém về nhiệt hay là nhiệt độ sôi giống nhau hay là nó khó cháy hay là nó khó bay hơi nào các hợp chất hữu cơ thường gì ạ kém về nhiệt à? nhiệt độ sôi giống nhau không làm sao nhiệt độ sôi giống nhau được vừa nãy thì mình vừa, vừa thí nghiệm xong polymer có thể bốc hơi ở mọi nhiệt độ đúng không không thể giống nhau được mà tờ 500.000 thì bốc hơi nhanh hơn tờ 50.000 nha yeah. vậy là không thể là nhiệt độ sôi giống nhau được khó cháy thì sai giờ em thơ vào ngọn lửa phát là tờ 500.000 hay tờ 50.000 nó đều cháy như nhau hết khó bay hơi á u rồi bốc hơi nhanh lắm đúng chưa phút mốt Vậy nó làm sao? Kém bền nhiệt yeah. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A Câu số 6 nào Chọn đi sai nhé Ở đây ghi rất rõ là chọn ý sai này Phản ứng hóa học Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thì như thế nào? Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thì như thế nào? Ôi trời ơi, cái câu này thì đơn giản Thầy mình vẫn có một cái ví dụ rất là kinh điển dành cho tất cả các bạn học sinh của thầy Minh nhá với offline và online nó như thế này này, thế mình uh, có một thú vui cực kỳ kinh khủng đó là vào bếp nấu cơm, cái bếp của nhà thầy Minh thì ngày xưa là cái bếp rạ, thế thì khi vào bếp thì mình sẽ đun một cái cách nào đó mà khi mà thầy Minh mở cái nồi cơm ra sau khi đun xong húi xong, thì mình sẽ thu được một cái hỗn hợp gồm vỏ bên ngoài đen xì, bước bên trong là là cháy xong sâu hơn một tí nữa là có cơm có có cơm nhưng lớp cơm nó mỏng thôi xong tí nữa là cơm nhão thêm một tí nữa là cháo sâu một tí nữa là sần sật sâu một tí nữa là còn gạo và nước đây là một cái thí nghiệm của thể minh để chứng tỏ chúng ta biết rằng là a à, phản ứng hóa học hữu cơ là phản ứng thường sẽ ra chậm tại sao nó chậm tại vì là khi ta đổ nước vào gạo chúng ta không thể thu được cơm ngay mà ta phải đợi một khoảng thời gian đúng không bao nhiêu bạn đi học về quên không ấn nồi cơm và chúng ta có gạo để ăn đấy chứ nếu mà nó xảy ra nhanh mình đổ nước vào gạo phát là mình có cơm ngay thì ngon nhờ đấy thì nó thường xảy ra chậm nhưng cái này là đúng này tạo ra hỗn hợp sản phẩm đúng không thế mình vừa lấy ví dụ chúng ta có hỗn hợp sản phẩm là gồm gạo này chúng ta có hỗn hợp sản phẩm là cơm cháo đúng không cháy đúng không nên tạo hỗn hợp sản phẩm cũng đúng này theo nhiều hướng khác nhau đúng không vậy sai chúng ta là thường xảy ra nhanh là sai Vậy sai của chúng ta Đáp án sai đó là đáp án D các nhé Thường xảy ra nhanh là sai lẻ luôn Câu số 7 Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon Nhóm chất nào dưới đây đều là nhóm chất của hydrocarbon Nhóm chất nào đều là nhóm chất Đều là dẫn xuất đó. Chú ý nhá dẫn xuất của hydrocarbon Hydrocarbon là chỉ có C và H Nhưng mà dẫn xuất của hydrocarbon là ngoài ch còn có các nguyên tố khác đúng không vậy này anh này ch vậy nó là hydrocarbon bỏ này đúng không mình thì làm vậy thôi đơn giản nhờ vậy đều là dẫn xuất của hydrocarbon xem nào anh này hydrocarbon chỉ có ch bỏ tiếp bỏ hai thằng rồi đúng không anh này là muối bỏ tiếp anh này là hydrocarbon này đúng không không muối muối thì không bỏ nhưng mà hai độ carbon thì bỏ vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ các em nhé đáp án chính xác của chúng ta là đáp án cờ tiên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án cờ rất tốt rất dễ đúng không các em cực kỳ dễ dàng câu số 8 ạ nhận xét nào sau đây là đúng về các hợp chất hữu cơ so với các chất vô cơ nhận xét nào sau đây là đúng về các chất hữu cơ so với chất vô cơ Các chất hữu cơ so với các chất vô cơ thì có điều gì sau đây là đúng Hữu cơ nhé Độ tan trong nước lớn hơn sai Nhờ Một vài chất thì tan trong nước Một vài chất thì không tan trong nước Nên không thể nói là độ tan trong nước lớn hơn được ở Câu số 7 là dẫn xuất hydrocarbon thì mình cứ đi lọc những thằng hydrocarbon nói Hydrocarbon thì là sai Đúng không? Thì ở đây này, anh này là chỉ có c và h này c và h này c và H lên loại Thế thằng c là ngoài c h còn có các nguyên tố khác là được dễ lắm em con số 8 nào độ tan trong nước lớn hơn là sai nhé ví dụ như xăng dầu thì không tan trong nước độ bền nhiệt cao hơn là sai nhé xăng dầu bốc lửa đúng không ạ tốc độ phản ứng nhanh hơn là cũng sai nhé chậm hơn chúng ta vừa nói xong nhé nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi thấp hơn đúng đáp án đúng chúng ta là đáp án d các em nhé đáp án đúng chúng ta là đáp án d đúng không ạ Thầy vừa giảng lại câu số 7 rồi các bạn hiểu không ạ? Rồi, mình sang câu số 9 nào. Câu số 9 này là một câu rất hay. Thi đấu giữa các anh tài nhé. Câu số 9 là câu rất hay. Thi đấu giữa các anh tài. Câu số 9 ạ. Số chất không phải hợp chất hữu cơ là. Nào. Những chất nào ở trong này không phải hợp chất hữu cơ. Các bạn sẽ chọn đáp án đó, giúp thầy mình được không ạ? Comment mạnh mẽ lên các em. Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ. Thế thì mình phải nhắc lại hợp chất hữu cơ là những chất như nào hợp chất hữu cơ là những chất là gì ạ là những chất của carbon của carbon đúng không mà không phải hợp chất vô cơ hữu cơ hữu cơ anh này vô cơ là một này anh này vô cơ là hai anh này hữu cơ này anh này vô cơ là ba này hữu cơ này hữu cơ này hữu cơ, cơ này vô cơ là bốn này vô cơ là năm này vậy chúng ta có năm chất không phải hợp chất hữu cơ. Được không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Rất rất nhiều bạn bị sai ở những câu đơn giản như thế này. Sai thế này được gọi là sai ngu các em ạ, sai này được gọi là sai ngu thôi. Học thầy Minh để giúp chúng ta bớt sai ngu nhá. Câu số 10 ạ. Hợp chất ancol và phenol thì có nhóm chức là gì? Hợp chất ancol và phenol có nhóm chức là gì chương trình cũ đọc đó là ancol chương trình mới đọc là An -cô hồn a à, cô hồn đấy phenol uống rượu xong thì phê phê rồi mới nôn nên được gọi là phenol thì ancol và phenol thì đều có nhóm chức là nhóm chức OH hát. đấy rất tốt chính xác đấy tuyên dương có bạn comment luôn a à, rất mạnh mẽ, rất nhẹ nhàng và đáp án đúng của chúng ta là đáp án ạ. À. Các ạ, à, với chương trình mới chương trình hoa chương trình học mới được thiết kế như này. Thì cái phần kiến thức về hóa học lớp 11 là một trong số những phần kiến thức cực kỳ cơ bản và nền tảng dành cho tất cả các bạn và các em. Và bắt đầu từ nay chúng ta học hóa là chúng ta sẽ học theo bản chất, chúng ta sẽ học theo những cái gì hiện đại nhất, mới mẻ nhất. Chính vì vậy nên tất cả học sinh chúng ta đều phải có đều phải hiểu bản chất thì chúng ta mới đạt điểm điểm cao trong văn hóa được nhá nhớ đấy bạn nào muốn tham gia các khóa học của thầy minh thì có thể inbox cho thầy thầy minh có khóa học dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 11 câu 11 ạ hợp chất an có nhóm chức là có những nhóm chức đặc trưng của an đề là nhóm chức nào Nhóm chức nào các em? Nào? Hợp chất AD2 có nhóm chức là gì ạ? 11 đáp án gì ạ? Đúng rồi. À chính xác. CSO. Thầy Minh vẫn nói này. Hợp chất AD2. Ngày xưa đọc là ad Bây giờ đọc là AD2. Nhóm chức là chó. Chó là AD2. Nhá. Cứ chó là AD2. Nhớ chưa? Có một con chó. Câu 12 Hợp chất tôn thì đi 2 nó chính là hít đấy trời ơi bây giờ sách giáo khoa mới chương trình mới người ta đọc là đi 2 được chưa câu 12 ạ hợp chất tôn thì có nhóm chức là gì câu 12 hợp chất tôn thì có nhóm chức là gì ạ keton nó chính là ceton khổ lắm keton ạ giờ đọc là keton nó là gì ạ co Ok nhá. Đúng rồi, khóa học Google Meet. Câu 13. Hợp chất carboxylic carboxylic acid thì có nhóm chức là gì? Hợp chất carboxylic acid thì có nhóm chức là gì? Hợp chất carboxylic acid thì có nhóm chức là gì? Bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học Google Meet cũng như tất cả các khóa học của thầy dành cho các bạn học sinh lớp 11 thì vui lòng inbox cho fanpage nhá để thầy tư vấn cho các em về khoa học hiện tại đang có ưu đãi rất là sâu và rất là nhiều dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 11 hợp chất các carbo silic acid có nhóm chức là là gì ạ C O, -O đáp án đúng chúng ta đáp án D câu 14 ạ đây trong sách giáo khoa cánh diều này một hợp chất hữu cơ x sách giáo khoa cánh diều một hợp chất hữu cơ X chứa đồng thời hai nhóm chức ancol là OH và AD2 là CHO thì hợp chất đó chỉ thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của ancol sai. Chỉ thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của AD2 sai. Thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của cả ancol và AD2 chính xác. Nó phải thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của cả ancol và AD2. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C Câu 15 để sang mấy cái phương pháp kết tinh đi Mệt mỏi lắm mấy cái phương pháp này mệt mỏi vì học giỏi lắm đây Bao nhiêu các bạn sợ các phương pháp kết tinh này Xong rồi là gì ạ? Chứng cất này, giơ tay lên tí thì mình cho thuốc Sợ thì chúng ta có thuốc nhá kết tinh là phương pháp quan trọng để làm sao ạ? Tách biệt và lắng động những chất hữu cơ dạng rắn, tách biệt và hòa tan những chất hữu cơ dạng rắn, tách biệt và đông đặc những chất hữu cơ dạng lỏng, tách biệt và tinh chế những chất hữu cơ dạng rắn. Ôi rồi, ôi, câu này khó, câu này khó lè cổ luôn. Đáp án là gì kìa Đáp án là gì ạ? các bạn có thể comment cho thầy minh đáp án là gì không ạ? càng nấy càng 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 đét nhỉ? Yeah. cay không? các bạn làm mấy câu này có cay không? cây xe lưỡi nhỉ? Yeah. cây xe lưỡi câu 15 đáp án gì ạ? đáp án d. tách biệt và tinh chế là những cái phương pháp quan trọng để tách biệt và tinh chế những hợp chất hữu cơ dạng rắn nha các em nhá. Nhớ kỹ nhá. Câu 16 ạ. À, 16 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Dùng phương pháp nào sau đây để tách và tinh chế chất rắn? 16 ạ. À, dùng phương pháp nào sau đây để tách và tinh chế chất rắn? Thế thì câu này dễ quá nhỉ. Chúng ta dùng phương pháp kết tinh để tách và tinh chế chất rắn. Câu 17. Tính chất kém hoạt động bây giờ kiểm tra sang vô cơ tí đây này, sang vô cơ một tí đây này các em này. Tính kém hoạt động của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ thấp là do gì? Đôi điện tử tự do còn lại trên nguyên tử nitrogen sai, nitrogen bị thụ động sai, liên kết ba cái, cái cái điều mà quyết định đó là do cái liên kết ba giữa hai nguyên tử nitrogen có năng lượng liên kết lớn. nhá, mà chúng ta phải ở 2000 độ C hoặc tia lửa điện thì chúng ta mới phá vỡ được nó. Được không ạ? Đấy, các bạn nắm được kỹ chưa? Hiểu bài không các em ơi? Hiểu bài thì comment cái Chấm cái thì mình biết là các bạn hỏi hiểu bài nào Dễ mà Câu 18 này Trong phản ứng nào sau đây Nitrogen thể hiện tính khử Trong phản ứng nào sau đây Nitrogen thể hiện tính khử Thế thì các bạn nhớ cho thầy này bốn chữ vàng Khử cho O nhận Hoặc là khử tăng o giảm vậy tính khử thì số xóa nó phải tăng nhá khử cho o nhận khử tăng o giảm vậy tính khử thì số xóa nó phải tăng vậy anh nào thiện tính khử không trừ ba đây tính oxy hóa đúng không không trừ ba đây vẫn là tính oxy hóa không dương hai vậy đúng tính khử chưa vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án c nhá Câu 19 này Một câu tính toán Chúng ta đã có một câu tính toán ở đây Thể tích N2 Thu được khi nhiệt phân 40g của N4 N2 Thế thì chúng ta phải nhớ phương trình Các em nhỉ Thế thì N4 N2 nhá Nhiệt phân thì tạo thành gì Các bạn comment này được không N4 N2 nhiệt phân tạo thành gì ạ À nó tạo thành N2 Cộng với lại H2O đúng không Vậy Ta sẽ ra được số mol à. 40 chia cho mở ngoặc đơn này. 18 cộng với 14 cộng với 32 bằng 0,625. Được chưa Vậy thể tích N2 tương tự nó là 0,625 mol Mình nhân với lại. Đây, ở điều kiện gì? Ở điều kiện gì đấy ạ? À? Điều kiện tiêu chuẩn nhá. Các bạn nhớ thầy điều kiện tiêu chuẩn thì nhân với 2,4. Được không ạ? Điều kiện tiêu chuẩn là nhân 2,4 Còn điều kiện chuẩn cơ Điều kiện tiêu chuẩn Thì V bằng 22,4 nhân N Còn điều kiện chuẩn Thì V bằng 24,79 nhân N Được chưa? Đấy, thì thoảng người ta cứ lừa Thế là toàn Nha Mình cứ bị theo cái gì ạ? Theo đà quan tính Vậy ở đây đề bài nói là điều kiện tiêu chuẩn Phải nhìn kỹ 14 lít Câu 20. Tính bay của NH3 là do gì? Ta có Tính bay của NH3 là do trên anh Nitrogen vẫn còn một cặp electron tự do. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A kèm nhé. Câu 21. Phản ứng nào sau đây chứng minh ammonia có tính bay? Phản ứng nào sau đây chứng minh ammonia có tính bay? Thế thì tính bay thì nó phải tác dụng axit. Chúng ta nhắc lại nào. Axit là khả năng nhường proton H+. Cộng. Base là khả năng nhận proton H+. Cộng. Vậy, anh nào nhận proton H+ đây này? n 3 nhận proton H+ cộng tạo thành bốn 4 cộng. phải đáp án đúng của chúng ta ở đây đó là đáp án D. Khi mà thi học kỳ 1 thì chúng ta sẽ được kiểm tra lại hầu hết các kiến thức mà chúng ta học từ đầu đến giờ có nghĩa là vẫn có khả năng là có cả phần điện hóa nhé có khả năng có cả bài tập ph nhé nên các bạn đừng có khinh thường và ở bên trong những buổi ôn như này thầy sẽ ôn ở chúng ta những phần lý thuyết trọng tâm và rất dễ có trong đề thi nên các bạn chú ý là click vào nút chuông đặt xem trước để không bỏ qua bất kỳ một phiên like nào của thầy mình nhá câu 22 mươi à. hơi thủy ngân rất là độc do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách nào nào Hơi thủy ngân rất là độc. Do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách gì ạ? Rắc bột xun phu. Đúng không ạ? Lên giọt thủy ngân. Bởi vì em sao? Bởi vì Hg tác dụng với S ở điều kiện thường để tạo thành HgS. Các bạn nhớ nhá Câu 23. Một câu tính toán khá là hay. Câu 23 là một câu tính toán cực kỳ hay luôn. Đốt cháy hỗn hợp gồm 6,3 lít khí oxy đo ở cùng một điều kiện nhiệt độ và áp suất. À! Bài này là đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì các bạn lưu ý cho thầy này. Thể tích mà đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì ta coi là số mol để mình tính toán bình thường nhá. Thể tích cùng đo ở một điều kiện nhiệt độ và áp suất mình coi nó là số mol tính toán bình thường. NH3 này cộng với này O2 này tạo thành này N2 này cộng này H2O này 2 này 1 này 3 này 3 phần 2 này Oxygen 6,72 Anh này 7 Xem anh này hết hay chưa Thì ta dựa vào cái gì Xem hết hay chưa thì ta dựa vào cái khả năng là chia đây này. Mình lấy 7 này Chia cho 2 thì bằng 3,5 6,72 chia 1,5 6,72 mà chia 1,5 thì bằng 4,48 Vậy ta thấy 4,48 lớn hơn 3,5 Đúng không ạ? Và do 4,48 mà lớn 3,5 Vậy điều này chứng tỏ là O2 dư Vậy sao phản ứng mình thu được N2, Nitrogen, H2O và... O2 dư Nitrogen này Oxy dư này Và nước Ta án đúng là đáp án B Bỏ Câu 24 Câu 24 là một hiện tượng phú nhưỡng Kiểu gì cũng sẽ bị hỏi trong đề thi của các em Nguyên nhân của hiện tượng phú nhưỡng là do gì? Thì nguyên nhân của hiện tượng phú nhưỡng Là do gì các em nhỉ? Do gì ạ? Đó là do nước thải chưa được xử lý triệt để Mà nó chảy vào tù nước động làm một lượng dư thừa chất dinh dưỡng được đưa vào ao Khiến tảo nó sinh sôi mạnh Làm cho bề mặt nước ao có màu xanh Và những ao hồ mà có hiện tượng phú nhưỡng Thì trên mặt nước có một lớp tảo màu xanh Và mùi hôi thối do cá chết Vì vậy nên Vì vậy nên Câu 24 đáp án đúng của chúng ta là Đáp án A à, 24 đáp án A 25 Sunfu tác dụng với Sulfuric acid đặc Nóng trong phản ứng này tỷ lệ số nguyên tử sunfu bị khử và số nguyên tử sunfu bị oxy hóa là Thế bây giờ mình nhìn nha, bị khử này, khử tăng này, không này, lên dưỡng 4 này Có mấy nguyên tử sunfu từ 0 lên dương 4? 1, đúng không? Vậy nó là chất khử, chất khử là một chất khử là một thì tương ứng là bị oxy hóa Chất khử tương ứng với lại bị oxy hóa Vậy là có một được chưa? Vậy đây là một này Đấy chưa? Chất oxy hóa Thì tương ứng với lại bị khử Thế thì còn bao nhiêu thôi ạ? À? Dương 6 về dương 4 Vậy là chất oxy hóa rồi Vậy nó bị khử rồi Vậy là còn 2 Vậy nó sẽ là gì ạ? 2 chia 1 Kèm nhá 2 chia 1 Vậy đáp án đúng của chúng ta Câu 25 là đáp án B Ôi trời ơi, câu 26 là một câu cực kỳ hay Câu 26 là một câu cực kỳ cực kỳ hay luôn các em ạ Câu 26 là một câu rất dễ có trong đề thi học kỳ 1 của các em Và nó là một câu mà ở mức độ vận dụng Nên các bạn phải chú ý thật kỹ cách giải của thầy cho bạn câu 26 nhá. Thầy sẽ giải cho các bạn một cái cách gọi là chúng ta áp dụng phương pháp bảo toàn electron vào để giải bài tập này. Rất dễ. Và thầy sẽ giảng thật kỹ các bạn phải chú ý này. Trộn 5,6 gam bột sắt số mol sắt là 0,1. Với 2,4 gam bột sunfu là S, số mol của S là bằng 2,4 chia 32 bằng 0,075. Trộn đã, kệ nó. Trộn trong một khoảng thời gian thôi, chưa biết là bao nhiêu lâu thì thu được hỗn hỗ hợp chất rắn M. Vậy hỗn hợp chất rắn M của thầy sẽ chắc chắn có Fe dư chắc chắn có sunfu dư và chắc chắn có FeS bởi vì đây là một khoảng thời gian không nói là bao lâu cả các em ạ được chưa cho m tác dụng với lượng dương dịch HCl thì Fe mà tác dụng HCl thì nó sẽ tạo thành là FeCl2 và cả FeS có tác dụng HCl cũng tạo thành FeCl2 được chưa đấy là trong phần dung dịch đấy là phần dung dịch thì mình có FeCl2 còn chất rắn không tan thì ta có S, còn khí sinh ra thì mình sẽ có hai khí. Fe tác dụng HCl thì tạo thành H2, FeS tác dụng với HCl thì tạo thành H2S. Được chưa? Vậy bây giờ để đốt cháy hoàn toàn đây là X và G hỗn hợp khí là khí X, chất rắn không tan là G. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X và G này bằng O2 thì mình thu được SO2 và H2O. S cộng O2 tạo thành SO2, H2 cộng O2 cũng tạo thành H2O, H2S cộng O2 tạo thành SO2 và H2O. Được không ạ? Thế thì đỉnh điểm ở đây là các bạn nhìn thấy một điều đặc biệt như thế này này. Các bạn nhìn kỹ cái điều đặc biệt để cho thầy. Rất quan trọng. Điểm đầu của chúng ta, điểm đầu của chúng ta Fe0 và kết thúc phản ứng là Fe dương 2. Điểm đầu của chúng ta là S0 và kết thúc phản ứng là S dương 4. Điểm đầu của chúng ta H là H cộng 1 và kết thúc của nó là gì ạ? H cộng 1. Điểm đầu của chúng ta là O0 và kết thúc của nó là O trừ 2. Vậy bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ cần bảo toàn E điểm đầu điểm cuối. Ta có tổng số mon E nhường sẽ luôn bằng tổng số mon E nhận. Tổng số mon e nhường sẽ luôn bằng tổng số mol e nhận. Được không ạ? Vậy e nhường này Fe0 lên Fe dương 2, 2 lần số mol Fe. Đúng chưa? S0 lên S dương 4 cộng 4 lần số mol của S thì bằng nhận này, O0 về O-2, 2 nhân 2, 2 là 4. Đúng không? Vậy là 4 lần số mol O2 Vậy từ đó ta chỉ cần thay số thôi Là ta sẽ tìm được số mol O2 Bà, Các bạn thấy kinh điển không Các bạn thấy bá đạo không ạ Đấy Vậy bây giờ mình sẽ có Là số mol O2 bằng này 2 x 0,1 cộng với 4 x 0,075 Bằng chia 4 ra số mol O2 0,125 Và nhân với 2,4 thì bằng Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A à, 2,8 Rất dễ Đúng không em? Đấy các bạn nhìn lại kỹ một lần nhá Rồi mình sang câu số 27 27 thì dễ hơn 27 thì dễ e Mình làm được câu 26 rồi 27 thì Thì nó quá đơn giản với câu 27 Đúng không? 27 nhá Nung nóng muốn là bột gồm FE 1,5 mol Sunfu 1 mol trong môi trường không có không khí Vậy mình sẽ thu được chất rắn x Phản ứng xảy ra hoàn toàn Thì chắc chắn mình thu được FES Và FE dư rồi Cho chất rắn x tác dụng với HCl dư Thì FES tác dụng với HCl thì mình sẽ thu được H2S FE tác dụng HCl thì thu được H2 Và thành phần của khí chúng ta là H2S và H2 Đúng không? Quá đơn giản Đúng không ạ? Câu 28 ạ à. Câu 28 Là một câu cũng cực kỳ cực kỳ dễ 28 nhá 1,1 gram 1,1 gram Gồm bột FE và AL Tác dụng vừa đủ với Sunfu Số mon Sunfu là 1,28 chia 32 Bằng 0,04 Vừa đủ Thì mình sẽ thu được cái gì ạ FES và AL2S3. Được không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta làm nhanh nhé. Câu chuyện thế này. Giờ thì đặt đi. Thì đặt số mol của FE là A, số mol của AL là B. Vậy thì sẽ có một cái phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn khối lượng. Ta sẽ có khối lượng của FE là 56A. Cộng khối lượng của AL nó là bao nhiêu ạ? Nó là 27B. Thì bằng 1,1 các em nhé. Phương trình thứ hai đó là phương trình gì ạ? Bảo toàn e đi nhỉ. Yeah. Fe0 lên Fe dương 2 này. 2 lần số mol Fe. Al0 lên Al dương 3 này. 3 lần số mol Al. bằng S0 về S 2 này. Vậy là 2 lần số mol S. Thì tương đương với lại 2A cộng 3B thì bằng 0,08 và tới đây ta bấm máy tính ta tìm được A. 912. 56 bằng 27 bằng 1,1 bằng 2 bằng 3 bằng 0,08 bằng A của chúng ta bằng 0,01 A bằng 0,01 B của chúng ta bằng 0,02 Vậy hoàn toàn tới đây ta tìm được phần trăm khối lượng của FE trong hỗn hợp ban đầu Là 0,01 x 56 Chia cho 1,1 bằng bao nhiêu 50,9% kém. 50,91% vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 50,91%. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D kem nhá, rất rất dễ. Câu 29 h muốn đặc khi tiếp xúc với đường vải và giấy có thể làm cho chúng hóa đen đó là do tính chất nào đây? Em ơi câu này dễ quá. Dễ kinh khủng luôn các em nhỉ Đáp bán gì ạ Hai là bốn đặc Tiếp xúc với đường, vải và giấy Thì có thể làm chúng hoa đen Là do tính nào ạ Tính gì ạ Háo nước Bởi vì đường, vải và giấy Thì nó đều có gì ạ Nước Vậy thì H24 đặc và nó háo nước Nó hút nước đi nên nó chỉ còn ca bình thôi Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B Câu hỏi cuối cùng Cho buổi học ngày hôm nay Câu số 30 Là một câu và sử dụng skill cân bằng siêu nhanh của thầy mình Câu 30 Một câu sử dụng skill cân bằng siêu siêu nhanh của thầy mình Siêu nhanh của thầy mình Cho phương trình khoa học sau tỷ lệ A chia B là bao nhiêu bạn nhìn kỹ nhá Bạn nào mà chưa hiểu thì có thể lên thì thầy Minh inbox cho thầy Minh thầy Minh có thể gửi link cho bạn học nhé hoặc link ở ngay trên bio được chưa Nhôm 0 này Lên nhôm dương 3 này 0 3 bằng 3 nhân 2 là 6 này S dương 6 về S dương 4 6 4 bằng 2 này 6 chia 2 bằng 3 chia 1 này. Vất 1 lên đây Vất 3 lên đây này. 2 AL này 3 lưu hình 3S cộng với 3 nhân 1 là 3 là 6 này H2 này 6H2 thì đây là 6 Vậy ta có A chia B bằng 2 chia 6 bằng 1 chia 3 Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Và buổi học hôm nay Chúng ta thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta chinh phục 30 câu ôn tập học kỳ 1 Dành cho môn hóa lớp 11 Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này Và không quên follow thầy để không bỏ quên bất kỳ một buổi học live nào nhé rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi vào của thầy chào tạm biệt và hẹn gặp lại